Thưa quý vị, trong chuyên mục Miền Tây Kỳ Thú hôm nay, Như Nguyễn sẽ giới thiệu đến quý vị cũng như là Lan Nhi về một loại cây có hình dáng lạ vừa xuất hiện tại làng hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp, được rất nhiều khách hàng khắp mọi nơi ưa chuộng. Nghe là thấy tò mò rồi đó Như Nguyễn à. Cho nên là không để cho Lan Nhi và mọi người chờ lâu hơn đâu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ theo chân phóng viên chương trình tận mục sở thị loại cây lạ này nha. Đây chính là cây râu rồng Thái Lan hay còn gọi là cây thông đất, có chiều dài đến trên nửa mét. Thân cây thường có hình trụ mọc thẳng đứng từ gốc và phân nhánh chia đôi đến 4 lần với những chiếc lá xoắn màu xanh xếp cứng cáp. Cây chịu hàng tốt và khả năng sinh trưởng mạnh, nhất là trong môi trường chậu treo. Những đợt mới ra cong lại như râu những chú rồng, thoạt nhìn chúng ta dễ liên tưởng đến những bộ râu dài xanh mướt đung đưa trong gió. Cây được ưa chuộng dùng để trang trí nhà cửa, sân vườn, quán cà phê hoặc ghép lên các mảng tường, gốc cây để tạo không gian xanh mát mẻ. Cây được nhân giống bằng cách tách chồi mầm có đủ rễ, tuy nhiên rất khó thực hiện nên phải nhập trực tiếp từ Thái Lan, nên hiện tại giá bán khá cao từ 300.000 đến 600.000 đồng một chậu tùy kích thước.